Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni tham gia chứng minh. Kính bạch thầy Diệu Âm Tịnh Hải, kính thưa các cụ, các ông, các bà, các cha, các má, các chư liên hữu đồng tu. Trong Phật giáo, pháp tu đơn giản nhất chính là một câu A Di Đà Phật. Pháp tu sâu xa nhất cũng là một câu A Di Đà Phật. Rất đơn giản, chỉ dành cho hạng người buôn bán nhỏ, bình dân, kẻ tôi tớ. Quá sâu xa thì trên đẳng giác Bồ Tát cũng không thể hiểu hết. Một câu A-di-đà Phật cũng rất đơn giản, rất sâu xa, tột cùng viên mãn nhưng thuần thục hết sức bình thường. Một câu A-di-đà Phật huyền diệu, dễ hành trì nhưng cũng khó giải thích. Một câu A-di-đà Phật là mục đích chủ yếu mà Phật thị hiện nơi cõi đời ô trược này, cũng là đại tháp, đại pháp vô thượng thông suốt bổn nguyện của Đức Phật. Một câu A-di-đà Phật cũng là tinh hoa trí tột của ba tạng giáo điển. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật vượt lên tất cả giáo pháp, thiền mật, luận học, nhiếp hết tất cả pháp môn. Do đó, Đại sư Ấn Quang Ngài có khai thị rằng, chúng sinh trong chín cõi lìa phương pháp niệm Phật, trên không thể thành Phật đạo. Mười phương chư Phật lìa phương pháp niệm Phật, dưới không thể độ khắp quần sinh. Thực tế cho thấy, khi chúng con chuyên hành phương pháp niệm Phật độ niệm vãng sinh, một câu A-di-đà Phật giúp hạng phàm phu như chúng con đang mấp mé ở cảnh giới tam ác đạo có phúc phần đi về Tây Phương Cực Lạc. Chỉ một câu A-di-đà Phật trong suốt quá trình hộ niệm giúp tăng trưởng tín tâm của người hữu duyên, giúp người hữu duyên đó phát khởi tín tâm ngay khi xả bỏ báo thân, dùng tín tâm với A-di-đà Phật, dùng tín tâm với Tây Phương Cực Lạc mà thành đạo ngay trong đời này. Hôm nay lại một lần nữa chúng con lại thỉnh cầu thầy Diệu Âm Tịnh Hải lại vì chúng con mà giảng nói để chúng con từ giờ tới khi xả bỏ báo thân chỉ dùng một câu A Di Đà Phật vượt qua thập pháp giới trở về nhất chân pháp giới trong một báo thân này. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Đúng là em chi Diệu An càng ngày càng thâm nhập vào lý đạo cao diệu mà hàng ngày đi hộ niệm cho người ta, thì rõ ràng là Diệu An xử lý viên dung ngày ngày đều thấy được sự thành tựu trên pháp niệm Phật. Thành tâm tán thán, xin cho tràng vỗ tay. Tình hải con xin thành tâm cúi đầu đảnh lễ chư tôn giáo phẩm Quang Lâm chứng minh. Ngài Vĩnh Minh Dương Thọ dạy vạn thiện đồng quy, quy về tịnh độ. Chính cái lời nói của Ngài đã được vị MC Diệu An giới thiệu tất cả rồi. Cho nên một lần nữa xin bạch thầy An Hồng cho một tràng vỗ tay. Khi chưa biết pháp niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, người Phật tử chúng ta thường tới chùa để mà tạo phước. Tạo phước vậy là tu. Không ngờ Ngài Vĩnh Minh nói vạn phước không có phước nào bằng cái phước niệm câu A-di-đà Phật. Chính vì thế mà Ngài Hành Sách nói niệm Phật một niệm phước tăng vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hàng xa. Đúng là chư tổ mỗi người nói mỗi lời nhưng tự trung lại thì giống vô cùng, đúng không anh bà chị ba? Trên đời này làm vãng việc thiện, ngang việc thiện, suốt đời làm việc thiện nhưng mà không biết quay quy về tịnh độ, nghĩa là quy về với câu A Di Đà Phật để cầu vãng sanh, thì vạn thiện đó
trở nên là một cái gánh nặng cho chúng ta trong đời sống. Chính Đức Thế Tôn nói, làm thiện lành để hưởng phước báu, khi phước báu lớn qua rồi thì không tu, không tu rồi thì tạo nghiệp, tạo nghiệp rồi thì chính cái phước báu nó làm cho mình xa lìa Phật Pháp, mà nhiều khi còn khinh thường Phật Pháp nữa. Cho nên đời sau chịu nặng rất lớn, gọi là tam thế oán. Xin thưa với chư vị, tất cả những lời này, lời thì khác nhau nhưng ý nghĩa thì giống nhau. Như vậy bây giờ xin hỏi chư vị, tạo cái đại thiện, đại lành, đại lành, thiện lành viên mãn này nó nằm ở đâu vậy? Đúng rồi chư vị ơi, đại thiện đại lành nằm ở chỗ câu A Di Đà Phật. Như vậy chúng ta niệm câu A Di Đà Phật đã đại thiện đại lành chưa? Chưa, chưa đủ. Chưa thì làm sao cho đủ? Cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, bạch với chư thầy. Điều âm này thì giả đò nói này nói nọ, nói lên nói xuống, mà thực ra cũng quay về câu là niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc chính là quy về tịnh độ. Chư vị thấy rõ rệt, tại sao quy về tịnh độ thì chúng ta có thể viên mãn đường tu? Bạch với các thầy, các thầy chắc vững vàng hơn con. Gặp một người tới chùa mà lấy Phật, lấy thiệt nhiều rồi quỳ xuống lâm lâm khấn nguyện gì đó, xin thưa rằng coi chừng các con khấn nguyện rằng là xin Phật cho con được mua mây bán đất trong đó. Tức là tạo thiện đấy mới được mua mây bán đất đấy, làm giàu làm có trong đó. Nếu mà các con mà lỡ lạc như vậy, xin các thầy tới la rầy cho các con một trận thiết là nên tâm, và dạy cho các con rằng là chư vị niệm Phật mà cầu phước báu, đường tu này không phải chánh pháp rồi. Tại vì các con làm vãng điều thiện mà không chịu đem tất cả cái điều thiện đó mà quy về tịnh độ, là hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, thì cái thiện đó trở nên là một cái gánh nặng nặng nề vô cùng. Coi chừng đời sau con hưởng phước báu, con không tu nữa mà con tạo nghiệp tràn trề. Bạch với chư vị, như vậy khi mà nhắc nhớ những cái điều này, chúng ta mới thấy đường tu nào gọi là đường tu thắng, đường tu nào gọi là đường tu chánh, đường tu nào gọi là đường tu lòng vòng trong cõi lục đạo khổ nạn này, đường tu nào Phật gọi là hợp, đường tu nào Phật gọi là coi chừng mình tu theo Phật mà Phật lại la rời, tại sao con tạo nghiệp ma trong cửa thiền vậy, trong con tạo ma nghiệp trong cửa chùa vậy? Tại vì chính trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy, người quên mất con đường thành đạo, lo ngày đêm làm thiện làm lành, Phật dạy đó là nghiệp của ma. Bạch với chư thầy cùng sư cô Diệu An cùng chư vị, đây là lời Phật dạy chứ không phải là của Tịnh Thái này dạy. Phật dạy như vậy không nghĩa là Phật la rầy những người làm thiện, mà Phật la rầy cho những người làm thiện mà không chịu quy về tịnh độ. Và thiện đồng quy vô cùng những điều thiện trên thế gian này, mà một đời này không thoát vòng sanh tử luân hồi thì vạn thiện đó trở nên là những cái gì vô thường. Hưởng một vài chục năm trên thế gian này cũng đành rung rời buông cái thân xác này ra đi, và chính mình là chính cái linh hồn của mình đó vẫn tiếp tục trong cảnh sanh rồi tử, tử rồng rồi sanh, đại nạn vẫn trường ương trước mắt không thoát được. Chính vì thế mà chư vị đồng tu, các ba các má ơi, khi mà gặp được câu A Di Đà Phật, tự mình phải giật mình tỉnh ngộ,
Cụ già này mà giật mình tỉnh ngộ, cụ già này vội vã đi làm Phật. Cụ trẻ kia mà giật mình tỉnh ngộ thì cụ trẻ đó một đời này có nhiều cơ hội niệm Phật nhiều hơn. Cụ trẻ này đi về Tây Phương phẩm hạnh cao hơn. Nếu tất cả chúng ta không chịu niệm Phật trở về Tây Phương thì như vị MC Dự An nói, bỏ đường tắt Tây Phương, chính cội pháp giới chúng sanh không tròn Phật đạo, thì ta phàm phu mà không chịu niệm Phật trở về Tây Phương thì đời đời tiếp tục lăn lộn trong cảnh lục đạo luân hồi này chiều nào. Mười phương chư Phật cũng phải dùng cái câu A-di-đà Phật này mà cứu độ chúng sanh. Nếu các ngài mà bỏ câu A-di-đà Phật này, các ngài không thể nào độ được, độ được tập chúng sanh. Phật giáo chúng ta, chư vị nghĩ coi, Phật luôn luôn lấy cái sanh tử là sự đại. Ngài Tịnh Nam khuyên rằng là sanh tử sự đại, chư vị ơi mau mau dùng tín nguyện sâu niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, chư tổ chư Phật đều nói như vậy. Mà chúng ta không may vạn đường tu đều dùng là tìm cách cho chúng ta vượt qua sanh tử luân hồi, thì hôm nay tình hai này xin thưa với chư vị, con đường đi về cái cảnh giới mà vượt qua sanh tử luân hồi gần gũi nhất, dễ dàng nhất, đặt trước mũi bàn chân của mỗi người chúng ta, từ người cao cho đến người thấp, từ người khôn lanh cho đến người hiền hậu, từ người nghèo nàn nhất cho đến người giàu có tột đỉnh trên thế gian này, là niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Mà tỉnh nãy thường hay nói đây là cái con đường di cư, chư vị ơi. Giống như giờ ông đang ở bên Âu Châu này là giờ di cư qua bên Âu Châu, rồi bữa nữa di cư qua nước khác, di cư đi. Đơn giản vô cùng. Đừng bao giờ nói tôi qua nữa, tôi làm thống thống tôi mới đi thì kẹt lắm chứ vị ơi. Nói như vậy có nghĩa là nếu phàm phu chúng ta mà đặt vấn đề là phải chứng đắc rồi ta mới thành đạo thì kẹt vô cùng, kẹt tới đời đời kiếp kiếp. Chư vị nhớ là Tịnh Ái đang nhắc tới chữ phàm phu. Nếu phàm phu này mà khôn lanh nghe lời Phật dạy đi, di cư đi chư vị, ăn ở hiền lành thôi nhé, tâm hạnh khiêm cung thôi nhé, nhận mình là phàm phu tục tử, tội chướng sâu nặng đi chư vị. Chắp tay lại Nam Mô A Di Đà Phật, con xin sám hối tất cả những tội tình của con, bây giờ không biết làm sao sám hối nữa, già rồi biết làm sao sám hối nữa. Thôi đừng khó chịu nè, đừng cản thắng cằn nhằn nè, đừng cần cãi với thiên hạ làm chi nữa nè, cứ quyết tâm niệm Phật cầu về Tây Phương là chư vị thực hiện con đường di cư từ cái nước khổ nạn là ta bà này đi về tới cái nước cực lạc an vui, không còn sanh không còn tử nữa, là tự mình đi về cái chỗ không còn sanh không còn tử, tức là thực hiện được cái lý tưởng gọi là vượt qua sáu cõi sanh tử luân hồi bằng một bước chân di cư, là theo đại nguyện của Đức A Di Đà leo lên con thuyền Bát Nhã, ngài chở cái vuốt qua bên kia, chúng ta không còn sanh tử nữa. Đơn giản vô cùng. Nhờ cái đơn giản này mà trong những năm qua chư vị hộ niệm đã cứu rất nhiều người, đã tiễn rất nhiều người vãng sanh rồi, cha má ơi, đã cứu rất nhiều người tội chứng sâu nặng mà được thoát vòng khổ lụy, đã cứu những người mà chân đặt trên bờ mé của tam mắt đạo chuẩn bị rơi vào đó mà chịu khổ nạn, chịu hành hình, chịu dày vò vô lượng kiếp mà lại bước lên con thuyền Bát Nhã của A Di Đà. A Di Đà liền cho nhổ nẻo băng băng một cái, trong một niệm đi về tới bến giác rồi, chúng ta đã thành đạo rồi. Rõ ràng đúng là một câu A Di Đà Phật thành đạo có thừa, đã có thừa rồi thì còn chi phải thêm nữa cho thừa nhiều quá. Thừa nhiều quá thì nhiều khi ra cái thừa đó nặng quá mà đi không được. Thôi chư vị ơi mạnh dạn buông xuống hết tất cả đi nhé. Một câu A Di Đà Phật cho chúng ta dư sức bước lên con thuyền Bát Nhã. Con thuyền Bát Nhã bơi qua cái biển nghiệp,
Im lắm chứ vị ơi, không say sóng đâu, không bị lật thuyền đâu, mà đi rất là nhanh, đi băng 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 một tích tắc trở về cõi Tây Phương Cực Lạc. Chính vì thế mà mong chư vị gặp được cơ hội này, quyết chí mà đi, quyết lòng mà đến, để cùng nhau hội tụ trên cõi Tây Phương, chúng ta nắm tay nhau hân hoan làm vị Bồ Tát Bất Thối một đời thành Phật nhé. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Tất cả đệ tử chúng con thành kính tri ân thầy Diệu Âm Tịnh Hải đã từ bi hướng dẫn khai thị. Tất cả đệ tử chúng con nguyện y giáo phụng hành. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.